Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chí chóe tranh ghế Trung ương 14 hóa nồi lẩu chính trị. Vào hôm 14 tháng 12 năm 2020, Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc với dự kiến sẽ công bố kết quả bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 13. Các cuộc thảo luận được nổi nóng lên với vai trò lãnh đạo tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc họp vào tuần trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc theo kế hoạch sẽ được tiến hành vào tháng 1 năm 2021. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại. Việt Nam không có lãnh đạo tối cao và được lãnh đạo chính thức bởi tứ trụ bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch Quốc hội. Theo hãng tin Reuters, dưới đây là một số ứng cử viên có thể có các vị trí hàng đầu được sắp xếp lần này. Thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù tuổi đã rất cao, tới 76 tuổi, nhưng ông Trọng là một người có nặng về ý thức hệ Đảng Cộng sản, là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng sau khi loại bỏ một lãnh đạo cũ có liên hệ chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp. Kể từ khi kế thừa vị trí Chủ tịch nước khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một trong những chính trị gia quyền lực nhất Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Nhưng bên cạnh đó, ông luôn phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là sau thông tin ông đột quỵ lần một tại Kiên Giang. Còn ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật thứ hai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại diện cho Hà Nội trên trường thế giới với tư cách là đại diện cho nhiều thỏa thuận thương mại của Việt Nam và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương khu vực với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong năm nay. Thủ tướng Phúc có thể đấu tranh cho nhiệm kỳ thứ hai hoặc tìm cách leo lên hàng ngũ cao hơn nữa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, bà Ngân hiện là Chủ tịch Quốc hội và được nhiều người kỳ vọng sẽ kế nhiệm bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Quốc hội là người có ít quyền lực trong tứ trụ nhưng cũng chính ông Trọng đã giữ vai trò đó từ năm 2006 đến năm 2011. Trần Quốc Vượng, 67 tuổi, ông là người có ý thức hệ Cộng sản. Ông Vượng là cánh tay phải của ông Trọng và đã sát cánh trong chiến dịch chống tham nhũng của ông ta. Vẫn còn phải xem xét liệu ông Vượng có được bao nhiêu sự ủng hộ với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng từ các thành viên ngoài quỹ đạo của ông Trọng. Người tiếp theo là ông Tô Lâm, 63 tuổi. Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và là một người hết sức tai tiếng trong thời gian vừa qua với những cái đại án bắt cóc tại Đức và châu Âu cùng vụ Đồng Tâm xảy ra dã man và man dợ. Vai trò mà ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây đã từng nắm giữ đó là Bộ trưởng Bộ Công an và điều này khiến ông Tô Lâm trở thành ứng viên tiềm năng cho vai trò Chủ tịch nước vốn chỉ mang tính lễ nghi nhưng cũng rất khó khăn cho ông. Ông Ngô Xuân Lịch thì 66 tuổi, cả quân đội và công an sẽ tranh giành ảnh hưởng trong Bộ Chính trị. Với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, người đứng đầu phụ trách quân đội. Tiếp theo là ông Phạm Minh Chính, 62 tuổi. Ông Chính đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương đầy quyền lực và có ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp ông có thể vươn xa trong cấp bậc của Đảng. Ông là cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, sinh năm 1955. Tiếp theo là ông Trương Hòa Bình, 65 tuổi. Ở Việt Nam có 4 phó thủ tướng, nhưng ông Bình là phó thủ tướng thường trực nên ông đứng đầu trong số các phó thủ tướng. Ông đã đảm nhận một số danh mục kinh tế của thủ tướng khiến ông trở thành người ứng viên tiềm năng cho vai trò đó. Tiếp theo nữa là ông Phạm Bình Minh, 61 tuổi. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh là một trong số ít các quan chức hàng đầu có thể nói thông thạo tiếng Anh. Trên cương vị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông là gương mặt đại diện cho động lực ngoại giao hướng ngoại của Việt Nam. Tiếp nữa là ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi. Ông Huệ hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính và giáo sư kinh tế. Ông Huệ được coi là có một số trình độ cần thiết để hoàn thành vai trò thủ tướng tập trung vào kinh tế. Ủy viên Bộ Chính trị nào đủ tuổi tái cử cũng là câu hỏi được đặt ra trong nhiệm kỳ tới đây và điều đang được hết sức bàn tán và chia sẻ. Đài tiếng nói BBC từ London cho biết, tại Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc vào ngày 14 tháng 12, có thể kéo dài cả cuối tuần, chủ yếu để bàn về vấn đề nhân sự cấp cao. Đại hội 13 chuyển giao lãnh đạo sắp đến gần. Mặc dù Đảng chưa công bố ngày chính thức, nhưng theo thông lệ,
Đại hội Đảng thường tổ chức vào cuối tháng Giêng, nghĩa là vào đầu năm 2021. Hội nghị Trung ương 13 vào tháng 10 chỉ giới thiệu 119 đảng viên tái cử Trung ương và 107 người lần đầu giới thiệu tham gia Trung ương mà thôi. Vì thế, dự kiến trọng tâm của Hội nghị 14 sẽ là bàn nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của khóa 13 trong 5 năm tới. Vào hồi đầu tháng 10, ông Lê Quang Vĩnh, trợ lý thường trực Ban Bí thư, cho báo chí biết tại Hội nghị 13 có 119 người được giới thiệu tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa tới. Trong số này cũng có những người quá tuổi nhưng Ban Chấp hành Trung ương chưa xem xét kết luận. Ngoài ra, có 107 người lần đầu được giới thiệu tham gia để bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và 44 người tham gia lần đầu để bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Hội nghị dự kiến tiến hành từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020. Đây chỉ là giới thiệu của các cơ quan và Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả bỏ phiếu phải đợi đến Hội nghị Trung ương 14 này mới công bố. Và Hội nghị Trung ương 14 sẽ diễn ra và sau đó Hội nghị 15 có nữa hay không thì chưa ai biết. Ông Vĩnh nói khi đó như vậy. Ông Vĩnh khi đó còn khẳng định Hội nghị Trung ương 13 vừa qua mới chỉ xem xét các trường hợp nằm trong khung tuổi, đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Còn các nhân sự thuộc diện trường hợp đặc biệt trên 60 tuổi, đối với Ủy viên Trung ương trên 65 tuổi, đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì chưa được xem xét tại Hội nghị 13, mà Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét trong các hội nghị tiếp theo. Còn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thì giải thích thêm như sau. Quy trình là phải chuẩn bị xong nhân sự, cũng phải từ Trung ương rồi mới đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Xong nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới chuẩn bị đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Cuối cùng mới tiến đến trường hợp đặc biệt. Ông Nguyễn Đức Hà ám chỉ với các trường hợp đặc biệt sẽ do Đại hội Đảng 13, nơi quyết định chung cuộc, chia sẻ. Ông nói tiếp, với những trường hợp đặc biệt, Bộ Chính trị phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt mới quyết định trình ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban Chấp hành Trung ương phải xem xét, cân nhắc rồi mới quyết định báo cáo với Đại hội, để Đại hội xem xét và quyết định. Và một câu hỏi được đặt ra tiếp theo, đó là các Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thì những ai còn có thể đủ tuổi để đi tiếp được? Đây là hình ảnh các Ủy viên Bộ Chính trị đủ tuổi tái cử khóa 13. Phương hướng công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định rõ độ tuổi tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức tới thời điểm Đại hội 13 năm 2021 là không quá 60 tuổi với Ủy viên Trung ương và không quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Độ tuổi tham gia lần đầu là không quá 55. Trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ Chính trị, Trung ương xem xét quyết định trình Đại hội. Bộ Chính trị khóa 12 bầu ra năm 2016 có hai ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961 và Hoàng Trung Hải 1959 còn đủ tuổi. Nhưng lần này dường như đã bị kỷ luật của Đảng và khó có thể đi tiếp. Và như thế thì gần như chắc chắn hai ông này sẽ không còn trong danh sách giới thiệu của Bộ Chính trị khóa sau. Về độ tuổi, những người sau đây trong Bộ Chính trị vẫn còn trong độ tuổi tái cử. Đó là ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Sinh năm 1955, trường hợp ông Trương Hòa Bình khá đặc biệt vì ông sinh vào ngày 13 tháng 4 năm 1955. Do đó, nếu Đại hội Đảng tổ chức trước thời điểm tháng 4 năm 2021, ông vẫn được xem xét là 65 tuổi. Ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, sinh năm 1958. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, sinh ra năm 1957. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, sinh năm 1957. Tuy nhiên, ông Tô Lâm hiện nay rất tai tiếng trong nước và trên thế giới sau đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng như những vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm. Bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận, sinh năm 1958. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, sinh năm 1959 và ông rất có lợi thế về mặt ngoại giao. Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, sinh năm 1970. Và Đại hội của Đảng thì lại cho là Đại hội của toàn dân, vì sao mà Đảng nói như vậy? Đại hội của Đảng cũng là Đại hội của nhân dân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tuyên bố như vừa nêu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí trước Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 do Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào đầu tuần tháng 10 vừa qua. Ông Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh,
Khi trả lời Đài Tiếng Nói EFA tại Mỹ hôm 7 tháng 10, ông đã nói như sau. Thật ra, ông Nhân nói như thế là không đúng. Về đại hội của Đảng là đại hội của Đảng Bộ, chứ nó không phải là đại hội của nhân dân. Đó là một cái sai, hiểu về Đảng như thế là không đúng. Cái thứ hai là người dân nói chung ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở cả nước, họ ít quan tâm đến mấy cái đại hội của Đảng lắm. Vì nếu họ quan tâm thì họ cũng không biết được gì. Những thông tin đưa ra không cho họ ý niệm gì về đại hội của Đảng. Ví dụ như là đại hội lần này, ai ứng cử, ai tranh cử, thì cái đó đâu có, điều lệ là không có trong ứng cử, không tranh cử. Ví dụ, bầu cho bí thư thành phố thì chỉ một người đưa ra rồi chỉ định, rồi bầu mà thôi. Như vậy, nó không giống như ở những nước khác. Người ta thấy bầu cử ở nước khác rất là sôi nổi, thì người ta còn để ý, chứ ở Việt Nam thì người ta không để ý. Vì để ý được cái gì? Vì để ý họ cũng chẳng có thông tin gì cả. Đây là hình ảnh ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo giải thích của Thành ủy, Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội Đảng là Đảng kiểm điểm trách nhiệm thông qua sự đánh giá của người dân. Đồng thời, ông Nhân đã cho rằng những mong muốn, nguyện vọng của từng người dân phải được thể hiện trong các văn kiện của Đại hội Đảng. Ông Nhân nhấn mạnh, Đại hội của Đảng cũng là đại hội của nhân dân, vì vậy, việc lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp và giao nhiệm vụ của nhân dân là rất quan trọng. Để tìm hiểu tình hình thực tế, đài EFA từ Mỹ vào hôm 7 tháng 10 cũng liên lạc với nhạc sĩ Lê Thiệu, một cư dân Sài Gòn, và được ông cho biết ý kiến của mình như sau. Câu nói đó rất buồn cười, vì sao? Vì đại hội Đảng là của Đảng, chứ sao lại của nhân dân cho được. Toàn bộ những người đi tham gia đại hội đó toàn là đảng viên, không có một người dân nào ngồi trong đại hội đó hết. Ông Nhân nói như thế là mang tính cách lấp liếm để mà mị những người dân mà dân trí thấp, chứ tất cả người dân đều hiểu đại hội Đảng là của Đảng, không dính líu tới dân, và dân bây giờ cũng khác rồi. Nói chung, người lao động họ không quan tâm đâu. Những người lao động đầu tắt mặt tối chỉ lo kiếm cơm qua ngày, qua tháng. Họ không biết đại hội Đảng tổ chức ngày nào, lần thứ bao nhiêu. Ông Thiệu cũng cho rằng chỉ có một số ít người dân thuộc giới quan tâm chính trị thì họ mới biết đại hội Đảng bộ tổ chức vào ngày nào, lần thứ bao nhiêu. Họ theo dõi tin tức để biết cơ cấu đại hội Đảng sẽ như thế nào, ai sẽ lên chức gì. Theo ông Thiệu nói, nói chung tại Sài Gòn, đa số người dân không quan tâm đến đại hội Đảng. Dưới góc nhìn cá nhân, nhà hoạt động Trần Bang vào hôm 7 tháng 10 năm 2020 cũng cho Đài Á Châu Tự Do biết ý kiến của mình như sau. Câu nói của ông Nhân rõ ràng chỉ hợp lý với Đảng Cộng sản, chứ không hợp lý với toàn bộ nhân dân Việt Nam. Vì nhân dân Việt Nam không chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như Nguyễn Thiện Nhân. 97 triệu người dân Việt Nam có rất nhiều tư tưởng khác nhau, và có thể nói là phần đông họ không chấp nhận chế độ Cộng sản như các nước văn minh trên thế giới. Chỉ còn số ít bám lấy chủ nghĩa Cộng sản như ông Nhân để tiếm quyền. Họ độc tài, độc quyền để tư túi làm lợi cho đảng của họ, cho dòng họ, cho phe cánh của họ, chứ không phải là cho người dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam bây giờ thích đọc chữ Anh, thích đi Mỹ, đi Anh. Thậm chí đảng viên của ông bề ngoài có thể theo ông, nhưng bên trong nó chuẩn bị mua quốc tịch Âu Mỹ cả rồi. Theo nhà hoạt động Trần Bang, rõ ràng là làm sao đại hội Đảng có thể là tòa của toàn dân cho được. Đại hội Đảng chỉ là của một nhóm người lợi dụng và tiếm quyền mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Cũng tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại khẩu hiệu vì cả nước, cùng cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh phải phát huy được sức mạnh tổng hợp, đại đoàn kết toàn dân để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước. Những điều ông Nhân nói được cho là công tác dân vận. Để tìm hiểu thêm, Đài Á Châu Tự Do vào hôm 7 tháng 10 đã liên lạc với ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, và được ông giải thích như sau. Về đạo lý, nguyên tắc, hiến pháp thì đại hội Đảng phải là đại hội của toàn dân và dân phải có ý kiến đóng góp của mình. Bởi vì hiến pháp ghi rõ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội, thế thì dân phải có ý kiến với Đảng. Hiến pháp cũng phải ghi rõ Đảng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp, đạo đức và trước nhân dân mọi hành vi của mình. Vì thế, một đại hội Đảng phải làm sao huy động được, cầu xin được, mong ước lấy đục được người ta có thể tham gia được. Hiện nay, dân chúng hết sức thở ơ. Họ xem khai mạc đại hội 13 và hết sức buồn thảm, buồn hơn cả bộ mặt ông Nguyễn Phú Trọng nhợt nhạt, không còn sinh khí, cúi đầu đọc bài hàng nghìn từ.
rõ ràng hình ảnh Đại hội 13 là phản cảm, nó làm cho người dân càng chán, càng thở ơ hơn. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, đó là cái đảng không làm được. Ông Mai cho rằng ông Nguyễn Thiện Nhân nói phét, chứ không làm được. Theo ông, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phải nói điều này từ năm ngoái. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Nhân phải tỏ ra là xây dựng, tạo ra cơ sở để dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đóng góp xây dựng vân vân. Rồi đảng lắng nghe, sửa sai, đặc biệt là những sai lầm to lớn của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh để bước vào đại hội. Ông Nguyễn Khắc Mai nói tiếp như sau. Cái này Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói nhưng cũng không làm được. Cái này người ta gọi là chủ nghĩa dân túy cộng sản, nịnh nọt dân như thế, hót lên mấy câu như thế, không đâu vào đâu cả. Cho nên hiện nay cái sai lầm lớn là đảng đã tách rời khỏi nhân dân. Họ coi công việc là của họ, còn dân là bên ngoài, là tay sai. Họ suy nghĩ được gì thì họ bảo ban chỉ thị ra nghị quyết cái ấy. Ông Nguyễn Khắc Mai cũng cho rằng như vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tách rời khỏi nhân dân. Và đây là một sai lầm của đảng. Nếu Đảng Cộng sản tách rời khỏi nhân dân thì đảng không còn chỗ đứng, không còn vị trí trong dân tộc Việt Nam nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020 với bản tin Chí chóe tranh ghế, Trung ương 14 khóa nồi lẩu chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.